Thế Dũng ơi, tình hình là bây giờ ấy, em đang dạy bài 48 trong quyển sách Minano Nihongo. Thì thực sự là đây là một bài rất là khó, và ngay cả ngày xưa mà lúc mà em học cũng thấy rất là đau hết cả đầu ấy. Thì không biết là thầy có cách nào để giúp em giải quyết vấn đề này được không nhỉ? Chát, chát, quá đơn giản. Không tốt. Bài này á, mình rất là tự tin cô Thanh ạ. Nên là cô cứ yên tâm. Các bạn cũng yên tâm đi nhá. Đơn giản thôi, sau khi xem xong clip này chắc chắn các bạn sẽ thấy nó thật sự là giản đơn, đúng không? Ôi, đến mức ý cơ ạ? Không có việc gì khó, chỉ sợ học không nhiều. Nhớ là học bao nhiêu phải đem ra sử dụng các bạn nhá. Ok. Dạ. Rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu. Trước hết chúng ta sẽ đi vào cách chia. Thứ nhất vào cách chia nhá. Cách chia thì mình không nói nhiều nữa. Các bạn hãy dừng màn hình lại và xem cách chia từ đây. Stop. Dừng màn hình. Các bạn thấy thế nào? À, cách chia rất là đơn giản phải không? Để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này thì mình sẽ diễn giải bài ngày hôm nay trong 3 mẫu câu. Trong mẫu câu 1 và mẫu câu 2 chúng ta có thể dịch là bắt. Hãy cho. Cô định phải cho là gì? Không cho. Không cho. Làm cho. Hãy hay là muốn. Muốn cho đúng không? Hãy muốn cho con tôi đi Nhật. Cho con tôi đi Nhật đúng không? Hay là khiến cho. Khiến cho đúng không? Khiến cho em cười đúng không? Khiến cho em khóc chẳng hạn như thế. Hãy và chúng ta bước vào mẫu câu thứ nhất. Các bạn nhìn đây. Người đi sai khiến người bị hại đấy nè, người bị hại, người sai khiến trợ từ ní. Trợ từ ní đấy nè. Rồi gì nhở, cái gì đó vào chấm nhá, làm cái gì đó. Và cuối cùng là tha động từ. Tha động từ các bạn thấy chưa, ngay chỉ trong sơ cấp chúng ta đã học những cái động từ liên quan đến trợ từ ố rồi nhá. Tha động từ các bạn nhận biết theo cách này, đó là trước tha động từ nó là trợ từ ố. Cô Thanh, những tha động từ thì có những động từ gì nhỉ? Rất là quen thuộc đúng không? Ví dụ 食べる, ăn đấy nhé. Uống 飲む. Rồi thì sử dụng 使う. Rửa 洗う. Rửa mặt 顔 洗う. そうですね. Rửa mặt. Rồi thì đọc sách 本を読む. Xem TV. テレビを見る. Hút thuốc. タバコを吸う. Đúng không? Rất là đơn giản đúng không? Sử dụng máy tính này. Đúng không? Sử dụng máy tính 使う ですね. Ok. Hay là dọn nhà đó, hè áo, xô gì sư được. Nó liên quan gì? Trước nó là trợ từ ố. Ok. Và chúng ta sẽ đặt câu như sau. Ngày xưa cô có ghét làm sao không? Dạ có ạ. Cực kỳ ghét là đai kirai deshita. Suốt ngày bị mẹ. Mẹ ăn nhiều rau cho tao. Nên, lúc nào bị mẹ mắng như thế đấy. Thế là mẹ ăn nhiều rau cho tao đúng không? Thì khi đó là sẽ sai khiến trực tiếp đúng không? Thì chúng ta sẽ nói là yasai o takusan tabete. Lúc bị mẹ quát như vậy đúng không? Thế còn bây giờ khi mà lớn lên rồi thì mình kể lại câu chuyện đó và mình sẽ nói là này mọi người ơi, ngày xưa mẹ tớ cứ suốt ngày bắt tớ ăn rau ấy. Thì chúng ta sẽ đặt câu này rất đơn giản thôi đúng không? Kodomo no toki haha wa watashi ni yasai o yoku tabesaseta. Thì cái khó có lẽ chỉ là chỗ ni và saseta nhé. Thầy em hỏi tí kinh nghiệm được không ạ? Ok. Bình thường trong lớp học thì thầy làm thế nào để cho các bạn nói được tiếng Nhật nhỉ? Mình nói được tiếng Nhật nhá. Watashi wa itsumo gakusei san ni Vietnamese go o tsukawasenai. Một kinh nghiệm rất là hay đúng không ạ? Thì thầy Dũng vừa nói gì ạ? Tôi trong lớp học thường bắt học sinh không sử dụng tiếng Việt. Không cho học sinh sử dụng tiếng Việt. Thầy ơi, sau này thầy mà có con rồi ấy, thì thầy định sẽ dạy con như thế nào? Đơn giản. 私は子供に日本語を習わせたいです。Đúng là thầy giáo dạy tiếng Nhật đúng không? Sau này có con muốn cho con học tiếng Nhật. Chúng ta cùng nhau bước vào mẫu thứ hai. Ok, mẫu thứ hai như thế nào? Người bị sai khiến đúng không? Hay là người bị hại đúng không? Sau rồi lại sẽ là trợ từ ố nhớ chưa? Vừa nãy là mẫu thứ nhất là trợ từ ní đúng không? Trợ từ ố. Đi cùng với nó sẽ là. Ok. Và đi cùng với nó là tự động từ. Nói chung là không phải là tha động từ. Tất cả những động từ còn lại thì sẽ sử dụng trong mẫu thứ hai này. Ok. Thầy ví dụ được không ạ? Ví dụ là những cái động từ chỉ sự di chuyển. Thế là gì nhỉ? Đi. Ikimasu. Đến. Ikimasu. Trở về. Kaerimasu. Du học.
Ryugakushimasu, chúng ta đi đúng không? Ryugakushimasu. Ryugakushimasu, đây chúng ta đi. Chuyển công tác. À, suchoshimasu. Ồ, ok. Hai. Ừ. Hay là những cái động từ chỉ cảm xúc của con người như là gì ạ? Khóc. À. Nakimasu. Ừ, khóc này thì đi. Cười. Gozaimasu. Vui vẻ. Vui vẻ. Yorokobimasu. Ừ, yorokobimasu nè. Hai. Hay là gì nhỉ? Lo lắng. À, shimpaishimasu. Shimpaishimasu hay là gì ạ? Là do thất vọng. Gakkarishimasu. Gakkarishimasu nè. Còn rất nhiều động từ khác đúng không? Mình cố gắng này đúng không? Gambarimasu. Hay là nghỉ nè. Yasumimasu. Ồ đúng không? Rất là nhiều. Và chúng ta sẽ dùng mẫu này. Ok. Như ví dụ vừa nãy đúng không? Ừ. Thầy vừa bảo là sau này có con, thầy muốn cho con học tiếng Nhật. Ừ. Học tiếng Nhật xong rồi làm gì ạ thầy? Học tiếng Nhật à? Ừ. Hãy cho nó đi du học Nhật Bản. Hai. Sẽ cho nó đi du học Nhật Bản. À. Mà câu đấy rất là đơn giản. Hơi. À, Dũng sen se wa kodomo o Nihon ni ryugaku saseru. Người bị hại sẽ là con tôi. Ồ, người bị hại. Người nhận hành động đó đúng không? Hai. Hôm nay gì nhỉ? Giờ học của cô Thanh lúc nào đến 5 rưỡi đúng không? Hai. Nhưng mà hôm nay mình bảo quay clip và cô Thanh ơi, 4 rưỡi cho học sinh về đi. Thanh sen se, kyō wa 4 jī hàn ni gakusei san o kaerasete kudasai. Ồ, Thanh sen se, kyō 4 jī hàn ni 4 jī hàn. 4時半に ですね、学生さんを帰らせて tháng 7 năm sau mình sẽ làm ở chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh nhé. Ừ. Và khi đó mình sẽ gì ạ? Cho cô Thành vào làm công tác. Thôi chết rồi. Cho cô Thành vào làm công tác. 来年の7月、太陽先生をホーチミンに出張させます。Ừ, thật sự là thật. Dạo này trong lớp học của em không biết là sao học sinh cứ lười à? Lười lười thế nào anh ạ? Đâm ra là biết là em nên làm thế nào để cho học sinh cố gắng hơn bây giờ. Ừ. À, câu này có khi cũng nói trong cái thể sai khiến đúng không nhỉ? Nói được. Hay. Okay. Làm thế nào để cho học sinh cố gắng lên được bây giờ đúng không? Từ cố gắng là gì? Gambarimasu. Gambarimasu. Hay. Thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ nói như thế này. Học xe sàng ô. 頑張らせるために何をすればいいんですか、はい、そうですよね。頑張らせるために何をすればいいんですか、なっちゃんと勉強しよう、はい、厳しい。Anh năm nay đã 30 tuổi rồi. Bây giờ anh không muốn làm cho mẹ anh phải lo lắng. Và không muốn làm cho bố anh phải thất vọng. À, câu này nói như thế nào? Câu này sẽ nói là ねえ、タインさん、私は今30歳になりましたよ。それで母を心配させたくない、あと父をがっかりさせたくない。おお、そうですね。はい、合ってますか？合ってます。はい。お題が、今内、anh muốn nói với em một vài lời như thế này. Đóng kịch, đóng kịch nhé. Thanh さん。はい。僕は君を笑わせたい。笑った。まだまだ。そうして君を幸せにさせたいんです。はい、わかった。はい、いいですか皆さん。いいですか。簡単ですね。面白いですか。はい、皆さん、サンバ。今、chúng ta học sơ cấp đúng không? Bài 15 đúng không? Thì chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? Xin phép cho em về sớm. Thì chúng ta ayaku kaete mo ii desu ka đúng không? Hai. Tức là xin về sớm này, về sớm có được không đúng không? Hay là ăn cái này có được không đúng không? Đấy đó cũng là một hình thức xin phép rồi đúng không? Nhưng mà trong câu nói của nó không có từ xin phép. Tức là nó không lịch sự. Đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ học lịch sự hơn, đó là chúng ta cho cái từ xin phép này vào tấn công. Oh. Và chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu sase được nhé. Xin phép thứ nhất đó là gì nhỉ? Sasete itadakemasen ka. Ok. Tức là xin phép cho tôi được. Đấy, được nhá, là xin người ta phải nhận được sự đồng ý của người ta, được chưa? Anh hiểu không? Hai, wakarimashita. Thôi, ví dụ, đúng không? Hayaku kaerasete itadakemasen ka. Xin cho em về sớm được không ạ? Hai. Ok. À, ashita 私は4時がありますから1日休ませていただけませんか？お題文は何や？Bởi vì ngày mai cô cũng bị bận nên là xin cho em được nghỉ một ngày được không ạ? Đúng không? お願いします。Không được, không được. Không phải quay clip. Đến mẫu thứ hai mà tôi xin phép. Nghĩa là させていただきます. Tức là xin phép mà
không cần được sự cho phép. Mình làm gì nhỉ? Sao trồ chẳng hạn đúng không? Sao trồ thì mình đang họp đúng không? Thôi kệ, chúng mày họp đi, tao xin phép về trướng trước. Thôi, anh xin phép về trước nhá. Xin phép về đồng tái luôn đúng không? Tôi sẽ nói câu này. Saki ni kairasete itadakimasu. Vậy thì mình xin phép được bắt đầu giờ học. Kyo, kore kara jūgyō o hajime sasete itadakimasu. Zé, hajime sasete itadakimasu. Hai, em nghe người Nhật phát biểu ấy, em có hay nghe cái câu rất quen thuộc là Minasan, kore kara watashi wa happyō sasete itadakimasu. Sau đây thì tôi xin phép được phát biểu. Nè. Xin giới thiệu iPhone mình mới mua đúng không? Hai. Minasan, kyō wa atarashiku katta iPhone 6 をご紹介させていただきます。はい。いいのは、はい。ダンマにハカラオケで、どうも。もうなくはあれんのか。はい。みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、みなさん、ね、これから一曲を歌わせていただきます。はい、はい、どうぞ。でも、あの、注意するのは、こんちゃん。Cái này các bạn chắc chắn phải nhớ cho mình nha, vì nó thường xuyên sử dụng trong giao tiếp. Nam để sổ. Đơn giản như đang đổ mà nó liên quan đến thì mẫu hàng này. Ví dụ trong tiếng Việt Nam, đi ngay từ tiếng Việt Nam đúng không? Khi mà chúng ta muốn nói gì nhỉ? Để em làm cho, hay là để tao uống một ngụm đã, hay là để tao nói một tí đã, hay là để tao gì nhỉ? Ăn đã, hay là để tao ngủ. Hay. Đúng không? Chúng ta phải nói như thế nào nhỉ? Đơn giản đúng không? Thì dùng thể mẫu này. Hay. Nhưng mà nó sẽ rút bỏ. Rút bỏ cái itadakimasu không cần. Sasete, sasete desu ne. Con này có nghĩa là gì? Cho em về sớm đi. Hay là cho tao về sớm đi. Không thực sự mà nói chuyện bạn bè. Kairasete, saki ni kairasete. Hai. Đó. Có một vài lời thế nào? Mou hitokoto, ano, iwasete. Ii. Em đặt cho anh một câu nữa. Để em làm cho thì nói nào. À, watashi ni yarasete. Chúng ta sẽ có một từ mới như sau. Đó là từ thứ hai của thầy. Hitokuchi desu ne. Hai. Hitokuchi dịch thành tiếng Việt Nam có nghĩa là gì nhỉ? Nếu mà nó đi với động từ ăn. Taberu. Taberu. Ăn một miếng thôi. À, cho ăn một miếng đi. Hai. Hitokuchi tabesasete. Oh, hai. Nếu mà đi với động từ uống. Động từ uống. Nomu. Cho anh uống thêm một ngụm nữa thôi. Một ngụm đúng không? Một ngụm đúng không? Thường này một con bé đó, chúng ta hay có những cái kem mút này. Thì bọn trẻ con nó gì nhỉ? Chành chành nhau, mày để cho tao. Ví dụ, liếm một cái đúng không? Nè nè, hitokuchi name sasete. Iyo. Nhưng kem thì cũng không thể mút được đúng không? Động từ mút là gì nhỉ? Để xem nào. Động từ mút à? Đó, chút tụi mặt té. Kem phải mút đúng không? Ây, chút tụi mặt té. Sa bư tư động từ nhóm một nhé. Chúng ta sẽ nói là hitokuchi saburasete. Ok, hitokuchi saburasete. Saburasete. Các bạn thấy bài học ngày hôm nay thế nào? Rất là đơn giản đúng không? Hãy comment và share nhé. Để cho những bạn chưa được học bài hôm nay và chúng ta sẽ không còn phải thắc mắc gì về vấn đề này nữa đúng không? Đây cũng là một mẫu rất là gần với ngữ pháp của N3 đúng không ạ? Nói chung là trong N3 nó cũng ra đấy, nên các bạn để ý nhá. Hai. Ok. Cuối bài ngày nay thì mình vẫn có thể sử dụng được mẫu câu này. Ví dụ như là mình muốn nói câu là gì? Sau đây thì mình xin phép được kết thúc buổi học ngày hôm nay. Hai. Tại đây. Được không? Thì mình sẽ nói như thế nào? Koko de. Ja. Kyō no jūgyō wa koko de owarasete itadakimasu. Hai. Owarasete. Isshō ni ganbarimashō. Ganbarimashō. Ne. あ、3点取ってね。うん。はい、先生。あ、はい。今日の授業はどうでしたか?結構わかりやすかったですよね。あ、そうなんですか。よかったんですね。はい。実は人々を喜ばせるためには、わかりやすい授業を作りたいんですね、僕は。やっぱりそうですよね。うん。これは一緒に頑張りましょう。はい、じゃあ一緒に頑張ります。日本語の通りで。はい、じゃあまた。